Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về tìm thương nè. Thương thì các bạn nhớ giúp mình thương nằm trong phép gì? Thứ hai đó là số tròn trục lớn nhất có 5 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về thương trước. Ví dụ nè 6 chia 2 được mấy à? Được 3. Thì đây được gọi là phép chia nè. Đây gọi là số bị chia nè. Đây là số chia nè. Và đây là thương nè. Thương nè. Đây là số bị chia nè. Đây là số chia nè. Vậy muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm số lớn nhất có 1 chữ số. Thì số có 1 chữ số gồm những số sau đây: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Và cái dãy số này được sắp xếp từ bé đến lớn. Vậy cho thấy điều gì ạ? 1 sẽ lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy số lớn nhất có 1 chữ số chính là số mấy ạ? Số 9, đây là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy mình sẽ giải số lớn nhất có 1 chữ số là số 9. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về số tròn trục lớn nhất có 5 chữ số. Số tròn trục là sao ạ? Các bạn lấy ví dụ nha các bạn. Cái dòng này các bạn viết vào vở này. Rồi, ví dụ về số tròn trục. Ví dụ nè. Ví dụ như 10, 20, 1, 1, 0. Đây là kiến thức mở rộng nha. Khi các bạn để ý giúp mình hàng số tròn trục. Đây là những số tròn trục. Thì các bạn thứ nhất, các bạn để ý giúp mình có bao nhiêu chữ số ạ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vậy từ 2 chữ số trở lên. 2 chữ số trở lên. Nghe chưa ạ? Thứ hai, các bạn nhìn vào hàng đơn vị với mình. Hàng đơn vị là số bên phải đầu tiên. Hàng đơn vị là số số 0. Vậy để có số tròn trục, các bạn có hai yếu tố. Thứ nhất, số đó phải từ 2 chữ số trở lên. Thứ hai, hàng đơn vị của nó phải là số 0. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình nói về số có 5 chữ số. 5 chữ số thì số có 5 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè và hàng chục nghìn. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu mình tìm số tròn trục lớn nhất có 5 chữ số. Thì thứ nhất, các bạn nhớ giúp mình số tròn trục là hàng đơn vị phải là số 0. Ok chứ ạ? Thứ hai, muốn tìm số lớn nhất thì các bạn biết rằng mỗi hàng là đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn là những con số thuộc vào dãy số từ 0 nè đến 9. Vậy số lớn nhất thì các bạn tìm hàng chục nghìn trước với mình. Số lớn nhất từ 0 đến 9 là số mấy ạ? À? Số 9. Tiếp tục, hàng nghìn số lớn nhất là số mấy ạ? À? Số 9. Số lớn nhất là số mấy ạ? À? Số 9. Số lớn nhất là số mấy ạ? À? Số 9. Vậy số lớn nhất có 5 chữ số, xin lỗi, số tròn trục lớn nhất có 5 chữ số là 9 9 9 9 0. Rồi, các bạn hãy tìm thương của nó, đó là lấy 9 9 9 0 chia cho 9 bằng bao nhiêu. Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình, được chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.